mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đôi mắt trẻ thơ. Mùa xuân năm 1976, tôi đến chợ Cáp Nhĩ mua đồ, nghe thiên hạ bàn tán xôn xao về một chuyện vừa xảy ra cách đó không lâu. Có một bà dẫn cháu ngoại lên chuyến xe khách đường dài để về quê. Lên xe xong rồi, thằng cháu ngoại khoảng 3-4 tuổi bỗng khóc thét lên, nằng nặc đòi xuống xe. Làm thế nào cũng khăng khăng đòi rời khỏi xe, nó khóc càng lúc càng dữ. Bà ngoại không hiểu vì sao cháu cứ khóc to đòi xuống xe, liền khuyên quở nó. Nhưng thằng bé không thay đổi ý định, càng khóc tợn và tỏ vẻ khủng hoảng dữ. Bất đắc dĩ, bà ngoại đành dẫn cháu xuống xe. Đi khỏi xe rồi, bà mới hỏi nó, vì sao mà khóc? Thằng bé đưa tay chỉ về hướng chiếc xe, tỏ vẻ kinh hoàng nói, người trên xe đều không có đầu, làm con sợ chết khiếp. Bà ngoại nghe xong thì hiểu, con mắt trẻ nít thanh tịnh, có lúc chúng nhìn thấy những sự vật mà người lớn không thể thấy. Kết quả xe vừa khởi hành, chạy chưa được bao lâu thì lao thẳng xuống sông, toàn bộ hành khách trên xe đều chết. Thằng bé nhìn thấy là cảnh hiện trước những u linh sắp chết. Tai nạn xe này xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang, Trấn Mai Lý Tư, do lão Chu Ngọc Hương 62 tuổi chính miệng kể vào tháng 5 năm 2001.